Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Long An dành kinh phí hơn 2.900 tỷ đồng chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cảnh báo nhiễm độc thần kinh do bệnh tay chân miệng. Tin thế giới. Lào phát triển năng lượng sinh học. Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay sẽ dành phần lớn thời gian thông tin về các hoạt động công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Mở đầu là hoạt động khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 vừa được Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường tổ chức. Những năm qua, công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi của trẻ em luôn được các cấp các ngành trên địa bàn thị xã Kiến Tường quan tâm thực hiện tốt. Tuy nhiên, toàn thị xã vẫn còn trên 1.000 trẻ em sống trong hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và 51 trẻ em khuyết tật. Tình trạng trẻ em bỏ học, lao động sớm, bị tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp các ngành trên địa bàn thị xã quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cũng như ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại. Dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và thị xã Kiến Tường trao tặng 20 phần học bổng và 50 phần quà với tổng trị giá 45 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân tháng hành động vì trẻ em, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đã đến thăm và tặng quà trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc Đào Thị Ngọc Vui đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, sức khỏe của các em và đồng viên cán bộ nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng các em vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời trao tặng cho các cơ sở 25 triệu đồng. Hiện nay, các cơ sở bảo trợ xã hội đang chăm sóc và nuôi dưỡng 84 trẻ em. Các em đều có chung hoàn cảnh là bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng. Thời gian qua, dưới sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và vui chơi trong môi trường tốt nhất, đảm bảo sự phát triển về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và chăm sóc tốt. Xác định rõ điều này, thời gian qua, tỉnh Long An luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện tốt hơn để phát triển toàn diện. Ngoài cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác trẻ em ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, toàn tỉnh còn có trên 3.500 cộng tác viên thường xuyên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các ấp khu phố. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến cuối năm 2021, tỉnh đã cấp kinh phí cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với trên 2.900 tỷ đồng. Trong đó bao gồm kinh phí cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trẻ em mồ côi khuyết tật, hỗ trợ công tác giáo dục trẻ em. Thời gian tới, tỉnh Long An tiếp tục phát triển quỹ bảo trợ trẻ em, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường vận động nguồn lực ngoài tỉnh, hợp tác và tranh thủ nguồn lực quốc tế cho việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Bố trí quỹ đất, đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách để xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Bên cạnh việc giáo dục trang bị kiến thức, thì các cấp các ngành cũng đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em trước các nguy cơ, mà trong đó phòng chống đuối nước cho trẻ là một ví dụ. Theo đó, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hướng dẫn kỹ năng và tổ chức liên quan các đội tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước cho học sinh. Tin từ huyện Tân Trụ và Tân Hưng. Tại huyện Tân Trụ, gần 50 em học sinh là thành viên đội tuyên truyền măng non của 16 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã được đại diện Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh hướng dẫn cách nhận biết các tình huống nguy hiểm có thể gây đuối nước, hậu quả của đuối nước, kỹ năng phòng tránh những tai nạn do đuối nước và cách xử lý an toàn hiệu quả, hướng dẫn một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho những trường hợp bị đuối nước. Để đánh giá kiến thức các em đã tiếp thu, ban tổ chức đã cho các em kiểm tra lý thuyết và thực hành cấp cứu khi có người bị đuối nước, qua đó giúp các em học sinh biết cách bảo vệ an toàn cho bản thân và giúp đỡ người khác khi gặp sự cố đuối nước. Tại huyện Tân Hưng cũng vừa diễn ra cuộc thi liên quan các đội tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022 với sự tham gia của 12 đội tuyên truyền măng non đến từ 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm phần tự giới thiệu,
phần hiểu ý đồng đội và tiểu phẩm tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa. Nội dung các phần thi tập trung tuyên truyền về thực trạng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống đuối nước trẻ em, cách phòng chống đuối nước ở trẻ em hiện nay, những mô hình giải pháp mới trong phòng chống đuối nước trẻ em. Qua liên quan các buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước, em đã được bổ sung rất nhiều kiến thức bổ ích. Em không biết bơi, em sẽ có thể tập bơi để cho biết bơi. Không nên đợi ao, gờ hồ, sông suối khi không có người lớn. Thông qua cái liên hoan lần này thì đã truyền tải đến các thông điệp đến các đội viên, rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm, trao đổi những cách làm hay để phát động trong toàn xã hội về cái công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện Tân Hưng. Hội thi nhằm nâng cao vai trò của đội tuyên truyền măng non trong việc truyền thông để giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em. Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về đơn vị thị trấn Tân Hưng. Thưa quý vị, thời tiết thay đổi cùng với ý thức vệ sinh phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao khiến dịch bệnh mùa hè dễ phát sinh, nhất là các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm, viêm não Nhật Bản. Do đó, người dân cần chú ý phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng, nhất là trẻ nhỏ. Ghi nhận công tác phòng bệnh mùa hè tại các trường học trên địa bàn thành phố Tân An. Thành phố Tân An hiện có 38 trường từ cấp mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở. Trường học dưới đông học sinh là môi trường dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm, nhất là tay chân miệng. Trường mầm non quốc tế hiện có 265 trẻ từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi. Mỗi buổi sáng, nhà trường đều cử giáo viên đón trẻ, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Trường thường xuyên tổ chức phun xịt mũi và rửa đồ chơi cho trẻ bằng dung dịch sát khuẩn. Ngay lúc này thì sốt xuất huyết hoặc là tay chân miệng thì trường chúng tôi tăng cường vệ sinh phòng dịch của toàn trường. Coi như hàng tháng thì nói chung là tổng vệ sinh toàn trường lẫn trong và ngoài lớp. Còn buổi sáng thì các cô phải mở thoáng lớp đi sớm, rồi xịt mũi. Rồi một tháng kết hợp với lại y tế của phường 3 mà liên hệ để sát khuẩn, xịt khuẩn một tháng một lần. Tại trường mẫu giáo Rạng Đông, công tác theo dõi sức khỏe của trẻ, nhất là thời điểm bùng phát các dịch bệnh mùa hè cũng được đặc biệt chú trọng. Bộ phận y tế trường học tăng cường phối hợp trạm y tế phường, tuyên truyền thông tin phụ huynh về các biện pháp phòng bệnh, đồng thời phối hợp phụ huynh theo dõi sức khỏe của trẻ. Bản thân tôi là giáo viên cũng như các giáo viên khác trong nhà trường thì luôn hướng dẫn trẻ cách giữ gìn vệ sinh cá nhân như là chải răng đúng cách, rửa tay đúng cách và cách đeo khẩu trang để mà trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể của mình và bên cạnh đó cũng phòng chống các bệnh. Thì phòng dục đào tạo có chỉ đạo cho các cái trường phải có cái sự phối hợp chặt chẽ với y tế xã phường để mà kịp thời xử lý khi mà học sinh có cái biểu hiện nhiễm bệnh. Bên cạnh đó thì các trường cũng phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh và có những cái biện pháp phòng chống các cái bệnh truyền nhiễm trong học sinh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngoài sự tích cực của ngành y tế, giáo dục và các ban ngành thành phố, người dân cũng cần chủ động, ý thức trong công tác phòng bệnh, thực hiện ăn chín, uống chín, bảo đảm dinh dưỡng, rửa tay bằng xà phòng và đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Chỉ trong hơn 2 tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 1.000 trẻ mắc tay chân miệng. Mặc dù đây là bệnh lưu hành hàng năm tại Việt Nam, nhưng các bác sĩ cảnh báo năm nay sẽ là thời điểm chu kỳ của dịch và trẻ dễ bị biến chứng nặng. Rung giật nhãn cầu hay giật mình và yếu chi là những triệu chứng nặng của bé gái này sau khi mắc tay chân miệng. Do chủ quan từ gia đình nên khi được đưa đến khám, trẻ đã xuất hiện viêm não. Gia đình cũng chủ quan thấy nó nổi ban ở chỗ nổi ban ở ngực này. Thì gia đình cũng chủ quan là theo con là hay bị dị ứng thời tiết ấy. Thì cũng cho con đi khám lại thì uống thuốc dị ứng thời tiết con nó hay lặn. Cho nên là gia đình cũng chủ quan quá nên đến tối thì con có biểu hiện lạ và ôm chầm bố như này, lúc nào ôm cổ ấy thì sợ ấy. Bé trai này cũng mắc tay chân miệng ở độ 2B. Đây là mức độ trung bình có biểu hiện nhiễm độc thần kinh và được chỉ định nhập viện ngay. Nhịp tim cháu nhanh này, sốt cao này, cả ngủ thì nó bị giật mình đấy. Thì bác sĩ bảo là chuyển độ 2B rồi, thì cho cháu nhập viện đến đây.
Hiện mỗi ngày có 15 đến 40 trẻ được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ định nhập viện do có các biến chứng của bệnh tay chân miệng. Các bác sĩ đánh giá năm nay bắt đầu chu kỳ mới của dịch, nên số trẻ mắc tăng nhanh trong 2 tháng gần đây vào thời điểm giao mùa. Đa phần trẻ mắc bệnh có diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh cũng có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Khi mà chúng ta nghi ngờ bệnh tay chân miệng thì chúng ta nên phải cho con đi khám ở cơ sở y tế để được các bác sĩ hướng dẫn cái cách chăm sóc. Và là một, thứ hai nữa điều quan trọng hơn là cách theo dõi để phát hiện các cái dấu hiệu mà có nguy cơ nặng. Chứ chúng ta không cố gắng để phụ huynh phát hiện dấu hiệu nặng mà chỉ cần phụ huynh phát hiện các dấu hiệu mà có nguy cơ nặng. Nếu trẻ có một trong ba triệu chứng, sốt trên 38,5 độ kéo dài trên 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ nhiệt, giật mình, quấy khóc dai dẳng, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, không nên chủ quan tự theo dõi ở nhà, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu do tác động của xung đột khiến giá năng lượng và thực phẩm tăng mạnh. Theo đó, GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% trong năm 2022, giảm mạnh so với mức 4,5% được đưa ra trong dự báo hồi tháng 12. Bên cạnh đó, OECD còn nâng gấp đôi mức dự báo lạm phát trong nhóm 38 nước thành viên lên 8,5%, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1988. OECD cũng nhận định, mức độ giảm tăng trưởng và tăng lạm phát sẽ phụ thuộc vào diễn biến xung đột tại Ukraine. Nhưng điều chắc chắn là những nước nghèo nhất sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước những thách thức trên, OECD kêu gọi chính phủ các nước ưu tiên bảo vệ những nhóm dễ chịu tổn thương nhất. Hãng dược phẩm AstraZeneca thông báo thuốc dự phòng và điều trị COVID-19 dành cho những người có nguy cơ tử vong khi mắc căn bệnh này đã cho kết quả tích cực trong cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối. Theo AstraZeneca, loại thuốc dự phòng này có tên Evusel, cung cấp sự bảo vệ có ý nghĩa thống kê và lâm sàng trong việc ngăn bệnh COVID-19 diễn biến nghiêm trọng hoặc gây tử vong. Evusel được phát triển từ hỗn hợp của hai kháng thể đơn dòng Tisagevimab và Singavimab nhằm phòng ngừa COVID-19 và ngăn bệnh chuyển biến nặng ở nhóm người nguy cơ cao, như người suy giảm miễn dịch, không có khả năng sinh kháng thể dù được tiêm đủ liều vaccine, hoặc những người không thể tiêm vaccine. Kết quả thử nghiệm trước đó cho thấy, Evusel có tác dụng ngăn ngừa xuất hiện triệu chứng lên tới 77%, với hiệu quả bảo vệ trong vòng 6 tháng chỉ sau một lần tiêm. Công ty nhiên liệu nhà nước Lào và công ty Gaia Petro của Hàn Quốc vừa ký biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu khả thi phát triển năng lượng sinh học tại Lào. Thời gian nghiên cứu sẽ kéo dài 3 tháng trước khi bước vào giai đoạn sản xuất nhiên liệu. Trong giai đoạn đầu, toàn bộ nguyên liệu thô, chủ yếu là ethanol, cần thiết cho quá trình sản xuất sẽ được nhập khẩu. Các nhà phát triển dự án kỳ vọng khi bước vào vận hành chính thức, Lào sẽ tự sản xuất được ethanol ở trong nước từ các nhiên liệu tự nhiên sẵn có như sắn và mía. Tổng giá trị đầu tư của dự án khoảng 15 triệu đô la Mỹ và dự kiến sau khi chính thức đi vào hoạt động, dự án sẽ cung ứng 25 triệu lít nhiên liệu sinh học mỗi tháng cho thị trường. Lào cần khoảng 120 triệu lít nhiên liệu mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhưng các công ty nhập khẩu nhiên liệu chỉ đủ khả năng đáp ứng dưới 50% nhu cầu, dẫn tới tình trạng thiếu xăng dầu trầm trọng trong những tháng qua. Bởi vậy, đây là dự án quan trọng được kỳ vọng sẽ giúp Lào từng bước giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự báo giá dầu thô trên thị trường thế giới có thể sẽ còn tăng cao hơn trong thời gian tới, chủ yếu do nhu cầu lớn từ phía Trung Quốc, trong khi nỗ lực tăng sản lượng của các nhà sản xuất dầu toàn cầu chưa thể mang lại kết quả tức thời. Theo Bộ Năng lượng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các dữ liệu mới cho thấy sản lượng khai thác của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng với các nhà sản xuất liên minh còn gọi là OPEC cộng đang thiếu hụt khoảng 2,6 triệu thùng mỗi ngày so với mục tiêu. Con số thiếu hụt này có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa khi mà nhu cầu tiêu thụ dầu dự báo sẽ tăng mạnh tại Trung Quốc
sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp phòng chống COVID-19 áp đặt nhiều tháng qua và bắt đầu dần khôi phục lại sinh hoạt cũng như sản xuất. Bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.